Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin quan chức bỏ trốn, Quốc hội Việt Nam tan dần, chủ nghĩa xã hội để mặc đảng tự xây. Vâng, trong suốt 2 ngày vừa qua, đặc biệt là ngày hôm nay 24 tháng 9, xảy ra liên tục những sự kiện trên truyền thông quốc tế. Đó là việc họ đăng tải về những cái vụ việc 9 người cán bộ của Quốc hội Việt Nam đã bỏ trốn trong thời gian sang thăm tại Hàn Quốc. Đó là vào hôm nay 24 tháng 9 năm 2019, truyền thông Hàn Quốc và quốc tế tiếp tục loan tải bản tin 9 quan chức này đã bỏ trốn trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong thời gian vừa qua. Và hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ, đây là bài báo trên trang Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mà các bạn cũng có thể tham khảo, và một số trang báo khác đã đăng ở nước ngoài. 9 người trong đoàn của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ trốn ở Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại trụ sở Quốc hội ở Hà Nội. Đây là hình ảnh được chụp vào ngày 23 tháng 3 năm 2018. Trong phái đoàn của bà Ngân thăm Hàn Quốc tháng 12 năm 2018, 9 người đã bỏ trốn ở lại, theo truyền thông Hàn Quốc cho biết. Nhiều tháng sau, phái đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Hàn Quốc, truyền thông nước này đã phát hiện ra 9 trong số những quan chức của đoàn Việt Nam đã trốn ở lại trái phép. MBC News hôm 23 tháng 9 cho biết trong phái đoàn gồm hơn 160 người đi theo bà Ngân đến Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Moon Jae-in, 9 người đã không quay trở lại Việt Nam sau khi kết thúc 4 ngày làm việc. Trong thời gian làm việc ở Hàn Quốc, phái đoàn Việt Nam trong đó có 20 bộ trưởng cấp cao gồm cả Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, trong phóng sự hình ảnh của MBC News, đã tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại. Và các bạn cũng đã thấy hình ảnh mà hai người đứng đầu của hai nước đã đứng với nhau trong thời gian vừa qua, chụp ảnh chung ở Hàn Quốc. Và những cái thông tin tiếp theo chúng tôi chịu gửi đến cũng trên bài báo của quốc tế đăng tải liên tục những hình ảnh, những video do phóng sự điều tra của đài truyền hình MBC về vụ việc này đang rất nghiêm trọng diễn ra. Đấy là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và phái đoàn của Việt Nam trong một buổi làm việc tại Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2018. Đây là hình ảnh được trích dẫn từ phóng sự của một cái đài tại Hàn Quốc, đó là đài MBC News. Chính phủ Hàn Quốc đã không biết về sự biến mất của những thành viên của đoàn Việt Nam cho tới khi một trong những người ở lại trái phép xuất hiện ở sân bay hồi đầu năm nay và tự nguyện xin trở về Việt Nam, theo thông tin của Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được MK News trích dẫn. Một người khác trong số 9 người ở lại trái phép đã bị buộc trở lại Việt Nam, tức là bị trục xuất. Theo hai hãng tin của Hàn Quốc, 7 người còn lại hiện không rõ tung tích ở đâu. Theo điều tra của MBC News, những người bỏ trốn đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hóa hồ sơ và đưa tên vào danh sách chuyến đi. Đây, hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ và chúng tôi xin chia sẻ thêm. Và các bạn cũng có thể xem trực tiếp hình ảnh này trên phóng sự của MBC News của Hàn Quốc đã phát trong ngày hôm qua, là ngày 23 tháng 9. Và điều đó rất nghiêm trọng đã diễn ra. Nhưng toàn bộ thông tin này không hề được đăng tải trên 800 tờ báo và phát thanh và truyền hình ở trong nước cho đến thời điểm này, và dường như họ không muốn và muốn giấu 90 triệu người dân Việt Nam về những thông tin rất nhạy cảm như thế này ở trên trường quốc tế. Và thay vào đó, trên trang nhất là chỉ có tấm hình cũ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng những lời đe dọa đảng viên của mình vào ngày hôm nay, và các bạn có thể tham khảo trên trang tin. Cán bộ đảng viên chạy chức chạy quyền sẽ bị khai trừ khỏi đảng, buộc thôi việc. Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác của cán bộ và chống chạy chức chạy quyền vừa được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 23 tháng 9. Có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã vẫn làm việc, nhưng cũng không có những cái thông tin gì thêm về cái việc mà 9 quan chức của Quốc hội Việt Nam đã trốn ở lại Hàn Quốc. Và điều đó sẽ rất nguy hiểm trong Việt Nam trong thời gian tới, vì khi Việt Nam hội nhập với quốc tế và rất nhiều những đoàn công tác cán bộ của Việt Nam sẽ thường xuyên đi các nước trên thế giới, thì không biết từ trước đến nay đã có bao nhiêu người đã trốn ở lại, thì cái việc này mà Quốc hội Việt Nam cũng không nắm được trong thời gian qua, thì đấy là rất nguy hiểm. Và được biết, vụ việc diễn ra vào hồi tháng 12 năm 2018 khi mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời, và đoàn đi kỳ đó rất đông, và họ trưng dụng riêng một chiếc máy bay của Vietnam Airlines và chở nguyên cả đoàn là gồm có 160 người. Và đây là hình ảnh của chiếc máy bay Vietnam Airlines nó hạ cánh xuống Hàn Quốc với bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Và toàn bộ phái đoàn Việt Nam đến sân bay Gimhae ở Busan bằng một chuyên cơ của Vietnam Airlines. Theo truyền thông Việt Nam, bà Ngân và đoàn tùy tùng sau khi làm việc tại Busan đã tới Seoul, nơi bà có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên trang truyền thông của Hàn Quốc đã đăng tải về phóng sự rất nghiêm trọng này đang diễn ra và gây luồng dư luận rất mạnh mẽ ở Hàn Quốc cũng như trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Và sau 4 ngày làm việc thì đoàn Việt Nam đã về nước. Hình ảnh mà các đoàn chụp chung tại Hàn Quốc thì các bạn cũng có thể xem ngay trên trang phóng sự điều tra của MBC News phát hôm 23 tháng 9 vừa qua. Và những cái gương mặt của các chính trị gia Việt Nam thì chúng ta thấy rất rõ, gồm có nhiều người và trong đó có bà Nguyễn Thị Kim Ngân là trưởng đoàn và nhiều người khác đi cùng. Thì đây là cái sự hổ thẹn cho cái ngoại giao Việt Nam và cho Quốc hội Việt Nam khi có những cán bộ mà trốn ở lại và vi phạm pháp luật của nước chủ nhà như vậy. Nhưng tới Hà Nội thì sau suốt 9 tháng thì trưởng đoàn của Việt Nam, có nghĩa là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn không hề hay biết đã có tới 9 cán bộ của mình tại Quốc hội đã trốn ở lại Hàn Quốc. Và mãi đến hôm 23 tháng 9 là khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải nội dung đoàn Việt Nam có 9 người bỏ trốn, không về thì Quốc hội Việt Nam mới biết sự việc nghiêm trọng này xảy ra. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy cuộc gặp của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong thời gian đoàn đi thăm Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã không biết về sự biến mất của những thành viên đoàn Việt Nam cho tới khi một trong số những người ở lại trái phép xuất hiện ở sân bay hồi đầu năm nay và tự nguyện xin trở về Việt Nam. Theo thông tin của Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được MK News trích dẫn, một người khác trong số 9 người ở lại trái phép đã bị buộc trở lại Việt Nam, tức là trục xuất, theo hai hãng tin Hàn Quốc đưa tin. Và những cái người còn lại thì hiện nay phía Hàn Quốc, cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang đi truy lùng nhưng gần như rất khó khăn, bởi vì đây là những cái cán bộ mà công chức, quan chức của Việt Nam sang và chắc chắn rằng họ có những cái mối quan hệ với những cái người Việt Nam đang ở đó, cho nên sự lẩn trốn là rất khó tìm. Việc những người Việt Nam đi công tác và tham quan nước ngoài rồi bỏ trốn ở lại đã từng xảy ra rất nhiều. Có những đoàn quan chức Việt Nam đi công tác ở châu Âu đã không quay trở lại Việt Nam. Và hồi năm ngoái, cụ thể là 152 người Việt Nam đi du lịch ở Đài Loan đã mất tích ở đó. Và hình ảnh mà chúng ta vẫn có thể thấy ở trên một số trang truyền thông quốc tế đăng tải rất rõ, đó là 152 người Việt Nam mất tích, Đài Loan tăng hình phạt nhập cư trái phép. Nhân viên cơ quan di trú Đài Loan áp tải 3 người được cho là trong số 152 người Việt Nam mất tích. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là người Việt Nam của chúng ta đã bị đeo khẩu trang, còng tay và dẫn ra xe cảnh sát. Theo Focus Taiwan, chính phủ Đài Loan đang lên kế hoạch áp dụng hình phạt khắt khe hơn đối với hành vi liên quan đến nhập cư trái phép sau vụ việc 152 du khách Việt Nam biến mất vào cuối tháng 12 vừa qua. Tính đến chiều ngày thứ Bảy, tức là 29 tháng 12, thêm 20 du khách Việt Nam mất tích đã được tìm thấy, còn 128 người khác vẫn đang mất tích. Thì cái việc mà những cái người Việt Nam này mất tích khi sang những cái nước dân chủ và tự do như vậy thì cũng dễ hiểu, bởi vì họ có lẽ cũng vì cuộc sống cho nên họ phải ra đi và họ phải mất rất nhiều tiền để có thể chạy được đi những cái chuyến như vậy, cho nên không loại trừ cả những quan chức Việt Nam làm việc trong Quốc hội Việt Nam cũng nằm trong việc đó, vụ việc này. Hiện nay Hàn Quốc vẫn duy trì hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam, và cũng như vậy là Việt Nam cũng miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Hàn Quốc. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem mà chúng tôi xin chia sẻ, đây chính là hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Và trong này ghi rất rõ là công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc công dân Đại Hàn Dân Quốc mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị có thể xuất nhập cảnh và quá cảnh lãnh thổ nước kia miễn thị thực với thời gian lưu trú không quá 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thì đây là cái nội dung chủ yếu của hiệp định này. Và những cái quan chức Việt Nam đi sang Hàn Quốc thì họ cũng mang hộ chiếu ngoại giao hoặc là hộ chiếu công vụ tương tự. Nhưng điều này có thể bị Hàn Quốc xem xét lại và bãi bỏ nếu phía Việt Nam có các đoàn sang công tác và tiếp tục trốn như vậy một cách quá nhiều và gây cái phức tạp trong tình hình nội bộ của họ. Và tại Việt Nam hiện nay thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản vẫn giữ mục tiêu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng các đảng viên và người dân dường như không muốn tiếp tục nữa và họ đã lần lượt bỏ xứ ra đi ngày càng nhiều, và kể cả những cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và kể cả những cán bộ cấp cao đang làm việc hoặc sau khi làm việc cũng bỏ ra đi. Và đứng trước thực tế này thì Đảng và Nhà nước Việt Nam nên chuyển đổi sang thể chế dân chủ, tự do như các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu để người dân đỡ phải đi như thế. Và làm được điều này thì coi như Đảng trở về với dân tộc. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thoibao.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 24 tháng 9 năm 2019. Mời các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất đến các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn ngày mới an lành. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.